Tôi Quy Tây Lộc, và hiện tại tôi đang đi trên đường tiếp tục tại nơi bộ cổ vô danh rất linh thiêng đó. Ngày hôm nay hiện tại thì tôi đang đi trên một ngọn núi, đi vào mộ cổ vô danh rất linh thiêng tại nơi này, tiếp tục tại đây đó, quê rực rỡ 01 số 10 đó, tại nơi mộ cổ vô danh này. Đó, ở phía trước tôi kia là mộ cổ. Hiện tại thì trời đang dần tối và ở đây chỉ có một bóng người thôi. Rồi, thì tôi sẽ tiến vào bên trong tiếp tục tại là. Thì ai có lọc ở đây tại là tại nơi mộ cổ vô danh. Phụ giúp những chuyến đi tại nơi này đó, ở đây rất linh thiêng, ngày nào cũng có tài lộc rực rỡ kinh khủng luôn. Nơi này thì có một ngọn núi rất linh thiêng, ở đây núi rất linh luôn. Và vừa là một cổ, vừa là cái nghĩa địa. Rồi, thì tôi sẽ tại lỡ ngày hôm nay có vị nữa là tại lỡ sao ít ạ. Có tiền coi, tại lỡ ít thôi. Quý vị không có phụ những đèn cá đâu, tại lỡ cho nhiều. Và ở phía trước kia là một cổ vô danh, thì tôi sẽ tiến vào bên trong tiếp tục khám phá ngày mai tại lễ, tiếp tục kinh khủng hôm nay. Miền Nam số 10, miền Trung 01, miền Bắc nữa ơn ốc luôn. Và ở đây rất là tối thui, tối om. Hiện tại thì chỉ một bóng người đi đến đây đó. Rồi, thì ngày nào ở đây cũng rực rỡ cũng ấp luôn. Đó, thì đang chim chóc kêu ôm sâm. Hồi bữa thì thấy cái bóng gì tại nơi đây này. Vừa. Nếu ai cái lọc ở đây thì phải tới là tại nơi mộ cổ vô danh này. Đó. Cứ hứa rồi, không tại là tâm linh là ơn ốc luôn. Và ở tại nơi mộ cổ vô danh này là một nơi rất linh thiêng. Rồi, tôi sẽ đi vào chợ một vòng xung quanh tại nơi mộ cổ này. Rồi, hiện tại thì tôi đã tới nơi và chuẩn bị tôi sẽ đặt đồ tại nơi này. Đó. Hôm nay thì đã rất ít luôn, lọc vừa rất nhiều. Rồi. Ok,
cái đây là cái xanh là xanh là tiền hay sao, kinh khủng đó, cây rách nát hết mà quái xanh là tiền. Thì tôi sẽ đặt đồ và ăn hương tiếp theo ngày mới này. Rồi, ai cứ lọc ở đây cũng như có số tài khoản phía dưới phụ những chuyến đi tiếp tục ngày mới này và trả lời. Này thì chỉ có nhiêu đây thôi. Thì chỉ hai cái bơm thì là tiền dân bạc. Còn ai phụ chuyến đi thì mua trái cây nhiều nhiều, còn không có thì chỉ có bao nhiêu thôi. Có cũng ít thì có thì cũng nhiều. Hết tiền rồi. Thì chuẩn bị tôi sẽ đặt đi hương. Còn cái đèn nó mất rồi trời. Hiện tại thì nổi gió lên ầm ầm tại nơi này đó. Thì tôi chưa đốt đốt đèn mà nổi gió lên rồi. Ở đây quấy lên thiên luôn. Rồi hôm nay thì có chút đồ thôi, quá thèm thiết. Thì tôi sẽ lên hương tiếp tục ngày mới tại lễ ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay cũng có hai tờ bom rất ít luôn. Chút tiền vàng bạc này thì cũng như tại lễ tại nơi mộ cổ vô danh này rất linh thiêng cho lọc liên tục. Bởi vì nào nếu phụ chuyến đi thì có số tài khoản nhắn tin phía dưới hoặc là trên màn hình ngay phía dưới. Rồi thì tôi sẽ trả lời ngày hôm nay có chút đỉnh thôi để tiếp tục ngày mới này để khấn cầu tại nơi mộ cổ vô danh. Và ở đây trước đây là ngọn núi thiêng rất là thiêng tại nơi này đó, ngọn núi như bạch cốt tinh trong phim Tờ Thiêng. Rồi thì tôi sẽ khấn vái tiếp tục ngày mới này Nam Mô Phật. Hôm nay thì tôi đến đây cũng như tại là chúc đỉnh thì tiền dân bạc này cho chị dị các vị ở đây chúc on mộ cổ vô danh và ở tại nơi núi rừng cây cao bóng mát đình trung miệng mạc thành hoàng bổn xứ bạch mã thái giám hoàng tràm quốc lý thượng tướng đức đài quyền trương đạo lộ và các vị chết on chết đực chết bom chết đạn chết đường chết xé ôn dòng thượng bạn ở đây mộ cổ vô danh nghĩa địa tại nơi này đó. Hiện tại thân rừng thân núi cây cao bóng mát hiển linh và cho dựng đứng trước ngày tiếp theo ngày mai thì tiếp tục rực rỡ đến tất cả mọi miền. Đấy, thì tiếp tục trả lời ứng với lộc có các vị ở đây thì hãy lên thiên cho dựng đứng trước ngày lên cho tôi biết thì có lên thiên hay không và đứng yên ngày chọc Nam Mô Đà Phật. Tiếp tục có lọc tài lễ. Hiện tại thì trời đang nổi gió lên và nổi gió ầm ầm kinh khủng.
chim chóc thì bay về kêu sùm. Rồi thì tôi sẽ thực hiện tiếp tục chứng kệ này dựng đứng lên, thì có các vị chứng giám hãy cho dựng đứng chứng kệ lên. Và ở đây tại nơi mộ yên mộ cổ phụ danh và tại nơi nghĩa địa này đó, ở trước đây là thần rừng thần núi kinh khủng luôn. Rồi thì tiếp tục không hai nổi gió lên ầm ầm ghê rồi này. Hiện tại thì tôi đang làm thì nổi gió lên 03. Chị ta điện nữa 04. Không năm. 06 nghe liên tục. 07 08 vẫn nghe. Có các vị đi thì chứng giám linh thiêng. 09 nghe liên tục thôi. Số 10 ít rồi. 11 12 13 gió lên nổi gió lên ầm ầm đó, ngọn đèn gió rung rì như thế này mà gió lên ầm ầm vẫn nghe. 14 15 16 nổi gió lên kinh khủng luôn. 16 thì vị ở đây có chứng giám hay không? 16 vị tại nơi vẫn nghe luôn quải. 17 rồi, 17 đứng thì đang 17 đã đứng rồi, trứng bằng nghiêng luôn kinh khủng đó, trứng bằng nghiêng hiện tại trứng nghiêng vẫn là đứng luôn, đứng chừng đó, trứng nghiêng mà vẫn đứng kinh khủng. Rồi 17 tại nơi này, 17 71 đó, 17 71 thì trứng gà này đã đứng rồi, mua vị số luôn. 17 71 ngày mai thì rực rỡ tiếp tục lọc lớn tại lễ tại nơi này. 17 71 hiện tại thì nổi gió lên ầm ầm rung rẩy tay chân luôn. Đó. Trứng nghiêng vẫn đứng luôn đó, thì sao nghiêng luôn. 17 71 hiện tại 17 đã dựng đứng đây này, đốt tiền dân bạc luôn. Tiếp tục coi lọc tài lệ tại nơi mồ cổ của dân, nổi gió lên kinh khủng luôn đó, ghê rồi. 17 hiện tại thì đứng 17 17 71 rực rỡ. 17 vị tại nơi này hiển linh kinh khủng luôn. Thì rồi ngày hôm nay thì tôi đã đốt xong tại nơi này rồi, cả lọc tại lễ tại nơi này. Qua quý vị nào chưa đăng ký kênh, nhấp vào chữ đăng ký để cập nhật theo dõi kênh Tê Quỳ Tê Lộc.